Chào mừng quý vị đang đến với chương trình review và cập nhật tiến độ của các dự án bất động sản đô thị. Hiện tại thì Hồ đang có mặt tại Aqua City, đô thị sinh thái thông minh được tọa lạc tại phía đông thành phố Hồ Chí Minh do tập đoàn Novaland đầu tư và phát triển. Với quy mô hơn 1.000 hecta cùng với lợi thế là sông nước bao quanh, được quy hoạch đồng bộ và hoàn chỉnh về tiện ích, nên ngay từ khi ra mắt vào tháng 6 năm 2019 thì Aqua City đã trở thành một hiện tượng của thị trường bất động sản, thu hút rất nhiều nhà đầu tư cùng với những người có nhu cầu ở thực. Vĩnh Hồ đang đứng tại đây là bến du thuyền Sunbow House. Thì tính tới thời điểm hiện tại, nếu như mà chúng ta di chuyển bằng đường sông thì đây là điểm đón đầu tiên khi mà tham quan Aqua City. Từ thành phố Hồ Chí Minh thì mình sẽ đi dọc theo con sông Đồng Nai, mất khoảng chừng là 30 phút là đến được đây. Cái cảm giác đầu tiên á là cái không gian sinh thái ở đây nó rất là xanh mát, và mình thấy là cái không khí nó rất là trong lành và mát mẻ. Đây cũng là nơi mà các cư dân Aqua City sẽ tận hưởng được rất nhiều những hoạt động thể thao dưới nước thú vị, ví dụ như là chèo thuyền kayak, jet ski. Còn đối diện chính là đô thị đảo Phượng Hoàng, phân kỳ được ra mắt vào cuối năm 2020. Bên cạnh bến thuyền chính là Kayak Clubhouse, nơi mà Hồ đang đứng đây. Bên phải thì có một cái hồ bơi rất là lớn, nó cũng nằm trong cái khu tiện ích của Clubhouse. Tại Aqua City thì mỗi phân khu sẽ được bố trí một cái Clubhouse với diện tích rất là lớn và phong cách riêng biệt. Ví dụ như là Forest Clubhouse, Kayak Clubhouse và Island Clubhouse. Nơi đây hội tụ đầy đủ hết những tiện ích hiện đại, ví dụ như là hồ bơi, cà phê, barbecue. Là một cái địa điểm nghỉ dưỡng tại gia rất là lý tưởng, giúp cho gia đình của mình sẽ thêm những cái sự gắn kết, tận hưởng thư giãn ngay tại nơi này, không cần phải đi đâu xa hết. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng di chuyển đến một địa điểm tiếp theo. Đây là trung tâm thể thao đa năng Aqua Sport Complex, được xây dựng với tổng diện tích hơn 2,2 hecta, bao gồm là khu ngoài trời và khu trong nhà. Hiện nay thì đối với khu thể thao ngoài trời đã được hoàn thiện và đưa vào sử dụng với hai sân bóng đạt được chuẩn thi đấu, một sân tennis, một sân bóng rổ và thêm một cái khu vực tập gym ngoài trời do City Gym vận hành. Như chúng ta có thể thấy, bên cạnh là khu thể thao trong nhà đang được thi công với quy mô là 5 tầng, đầy đủ hết tất cả những tiện ích sức khỏe hiện đại, ví dụ như là spa, bowling, phòng tập gym, hồ bơi, sân bóng rổ, sân cầu lông. Dự kiến thì cuối năm nay công trình sẽ được hoàn thành. Như vậy là chúng ta chỉ mất vài phút từ nhà đi đến đây để tham gia tất cả các hoạt động thể dục thể thao rất là tuyệt vời như thế này. Hồ đang có mặt tại khu vực nhà phố và biệt thự mẫu của đô thị đảo Phượng Hoàng, được ra mắt vào cuối tháng 2 năm 2021. Hai căn nhà mẫu này đã thu hút hàng ngàn lượt tham quan bởi lối kiến trúc độc đáo, hiện đại, tinh tế và đặc biệt là tối ưu được không gian xanh. Nếu nhà phố mẫu mang kiến trúc Á Đông thì biệt thự song lập có thiết kế nội thất lấy cảm hứng từ hình ảnh quý ông lịch lãm và sang trọng. Và đây là khu phố mẫu phong cách châu Âu sống động ngay giữa không gian sinh thái của chúng ta. Khu phố với các mẫu shop house, biệt thự được thiết kế với phong cách hiện đại, bán cổ điển, chính thức khai trương vào tháng 11 năm 2020. Quý vị có thể thấy rằng là đường phố ở đây đó là sạch sẽ, rộng khắp, tràn ngập hết những cái mảng xanh, điểm xuyến là những cái công viên mini giữa các khu nhà với nhau. Và đặc biệt ở đây còn có cả một khu clubhouse rất là hiện đại. Điểm đến tiếp theo trong hành trình ngày hôm nay cũng là nơi mà Hồ vô cùng mong chờ, đó chính là tổ hợp quảng trường và bến du thuyền Aqua Marina. Chúng ta cùng đi nhé. Wow, ở đây phải nói là rất là rộng. Có lẽ là chúng ta cần phải tìm một người nào đó am hiểu về dự án Aqua Marina ngày hôm nay để giúp chúng ta giới thiệu rõ hơn về dự án này. Em chào anh Vinh ạ. Giới thiệu với quý vị, đây là anh Kiều Lê Thành Vinh, điều hành dự án Aqua Marina ngày hôm nay. Anh ơi, anh có thể giúp em là làm hướng dẫn viên du lịch để giới thiệu về sự siêu tiện ích của dự án lần này được không ạ? Trước khi giới thiệu về siêu tiện ích này, anh muốn giới thiệu tổng quát về cái dự án. Dự án này có quy mô là 44,72 ha. Tổng ở trong đây mình có là 763 sản phẩm. Nó gồm có là boutique shop house, semi detached, sao house với lại là villa. Thì ở cái dự án này có một cái đặc điểm là nó có rất nhiều công trình tiện ích để phục vụ. Ví dụ như em đang đứng đây là quảng trường trung tâm, không riêng cho dự án này mà riêng cho cả cái cụm Aqua City. Thì diện tích quy mô của dự án này là khoảng 2,7 hecta, cộng với phía chỗ công viên bờ sông 2,2 hecta nữa thì nó nâng 4,9 hecta. Thì cái quảng trường này được thiết kế theo phong cách là của châu Âu, với đặc trưng là các cái cột của La Mã. Khán đài như em thấy mình có một cái khán đài tổng diện tích sàn khoảng 400m² để dùng cho khách trong trường hợp mà buổi chiều tà mà khách lên đó có thể view được toàn bộ bờ sông. Thêm một cái tiện ích đó là cái cánh chim biểu tượng cao khoảng 12m, dự kiến mình sẽ hoàn thành lắp đặt cánh chim vào trong khoảng độ 15 tháng 7. Vòi phun nước kết hợp với hiệu ứng ánh sáng, cộng với là cái sàn phun nước nằm đây trước mặt em thấy là kế bên chỗ cái khán đài nằm bên đây, mình sẽ có một cái gia club, một cái câu lạc bộ bến du thuyền, cái nhà hát với quy mô là khoảng 1.000 đến 1.200 chỗ. Phía trước đây là boutique shop house, cũng là một cái đặc trưng của cái dự án này.
được xây trên cái diện tích lô đất là khoảng 3.500 m². Mình có 12 căn, quy mô của đây là nó có 5 tầng theo cái phong cách là của kiến trúc của châu Âu giản lược. Một mặt là hướng ra đường Hương Lộ 2 là trục chính, một mặt là hướng ra cái trục đường 19 m. Trục này như là trục thương mại của cái dự án toàn bộ dự án Aqua Marina này. Đến dự kiến cho tới hết tháng 12 này thì bên F&B sẽ đưa những cái thương hiệu F&B của Nova vào vận hành ở khu Ngoại hạng Concept House này. Thì hiện nay 12 căn cấp house này sẽ vận hành để mà đưa các cái thương hiệu F&B như là trà sữa Sinfutan, cà phê Pinelli và Lotte. Ở phía sau của 12 căn cấp house là quán cà phê, là một cái công trình kiến trúc mà nó mang cái phong cách của châu Âu với một đặc trưng là toàn bộ bằng kính, sử dụng một loại kính là kính lui hai lớp để cách nhiệt và cách âm. Bên trong sẽ có trồng cây như một vườn cây của châu Âu. Cái dự án của mình là hiện nay mình có tổng cộng là quy hoạch là tới 2 bến. Thì bên đây là cái bến là bến đầu tiên. Về mặt yếu tố kỹ thuật là toàn bộ cái hệ phao nè, rồi hệ nhôm, lan can đều là nhập khẩu từ Mỹ. Cái quy mô của bến này mình có thể cho neo đậu được khoảng 24 thuyền loại từ 15 đến 18 mét, cộng thêm một số cái cano nhỏ. Về đặc điểm của cái bến này là toàn bộ mình nằm trên cái hệ phao nổi, cho nên khi mực nước lên á thì toàn bộ hệ bến này sẽ dâng lên và nó hạ xuống theo cái mực nước. Quảng trường, 12 căn shop house, cà phê, bến du thuyền dự kiến hoàn thành vận hành vào 30 tháng 7 này. Quý vị thân mến, như những gì mà chúng tôi vừa chia sẻ với quý vị thì chúng ta phải khẳng định rằng là tổ hợp quảng trường và bến du thuyền Aqua Marina là một tiện ích cao cấp, tối ưu, trải nghiệm thượng lưu dành cho cư dân tương lai của Aqua City, hướng đến xu hướng sống sang cho cư dân, nhà, xe và du thuyền. Sau khi rời khỏi bến du thuyền thì chúng ta đang có mặt tại trung tâm thương mại Aqua Central Mall. Công trình 5 tầng này hiện nay thì được xây dựng lên đến là phần thân rồi, dự kiến là cuối năm nay sẽ hoàn thành. Aqua Central Mall được xây dựng với một cái quy mô rất là lớn, lên đến là 1,4 hectare với đa dạng các loại hình thương mại và nhiều thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, nên sẽ giúp mình thỏa sức mua sắm và trải nghiệm đa dạng cho gia đình của mình vào những dịp cuối tuần. Quý vị thân mến, hiện tại thì Hồ đang đứng cạnh anh Hoàng Công Hải, quản lý xây dựng khu vực 112 hectare. Chúng ta có thể thấy rằng là hiện nay công trình đang được triển khai rất là rầm rộ và không biết là khi nào hoàn thành, thì em xin mời anh Hải có thể chia sẻ về điều này được không ạ? Chúng tôi đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiện ích quan trọng như Aqua Marina, Aqua Central Mall trong năm nay. Dự án cũng đang gấp rút hoàn thành các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan, đồng bộ cùng nhà ở và tiện ích. Để làm được như vậy, các anh em chúng tôi cùng nhà thầu đã nỗ lực rất lớn ngày đêm. Tuy nhiên, trong mùa dịch, chúng tôi rất nghiêm túc thực hiện nguyên tắc 5K để đảm bảo sức khỏe, an toàn cho anh em và nhà thầu. Vâng, cảm ơn anh Hải ạ. Có thể thấy là với sự nghiêm túc và quyết tâm cao độ của toàn công trường, chúng ta cùng mong chờ một khu đô thị hoàn chỉnh sẽ đi vào vận hành năm 2023 nhé. Quý vị thân mến, như vậy là hành trình tham quan khu đô thị sinh thái thông minh Aqua City đến đây tạm kết thúc. Thực sự là đến bây giờ thì Hồ vẫn cảm thấy rất là ấn tượng với môi trường sinh thái trong lành, sông nước bao quanh và đặc biệt là quy mô vượt ngoài sức tưởng tượng. Quý vị cứ thử đến đây mà xem, mình cứ ngỡ giống như là ở nước ngoài vậy đó, tại vì cái hệ tiện ích rất là hiện đại, đạt được chuẩn là 5-6 sao. Chắc chắn Hồ và gia đình sẽ còn quay trở lại đây để trải nghiệm và suy nghĩ về vấn đề đầu tư. Thế còn quý vị thì như thế nào? Hãy cùng đến đây nhé, hãy cùng trải nghiệm và cảm nhận. Còn bây giờ thì chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại.